Chiều ngày 9 tháng 9, thông tin từ Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đèo Ngang thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phối hợp với ngư dân địa phương thả một cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên. Trước đó, một ngư dân trú tại địa bàn thôn 4 Đông Yên, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, trong quá trình đi đánh bắt hải sản trên vùng biển xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, cách bờ khoảng 3 hải lý, đã phát hiện một cá thể rùa biển mắc vào lưới, nên đưa vào bờ. Sau khi biết đây là loài rùa biển quý hiếm, nghiêm cấm việc đánh bắt, khai thác, mua bán, nên ngư dân này đã tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về lại môi trường biển tự nhiên. Cá thể rùa biển này có chiều dài khoảng 40cm, chiều ngang 27cm, cân nặng hơn 11kg, trên mai rùa có nhiều đường vân rất đẹp. Cá thể rùa biển được xác định thuộc họ vích, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam, cần được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn, tránh bị tuyệt chủng.